Vâng, thì audio xin kính chào quý vị và các bạn, những người yêu âm thanh, âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, ở clip hôm nay thì audio tiếp tục mở nội thất với một cục đẩy Amcron Macrotech 5002VZ hàng bãi của Mỹ do Mỹ sản xuất, được xuất sang châu Âu, vì vậy nên hàng được chạy với nguồn điện từ 200 đến 230V trước khi gửi tới cho quý vị và các bạn. Vậy mọi nhu cầu về mua sắm, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975 600 005 để được cung cấp hình ảnh cũng như tư vấn chi tiết về dòng sản phẩm này. Và quý vị thân mến, đây là nội thất bên trong của dòng sản phẩm này. Nó được thiết kế với 32 sò lệch và hai cục nguồn chuyến, và hai cục nguồn chuyến nó nằm ở phía bên dưới. Vâng, hai cục nguồn chuyến nó nằm ở phía bên dưới. Và đây là những nội thất mà Tị Audio đã mở ra để mời quý vị và các bạn. Thường ra những dòng đời chót là nó máy nó rất đẹp, bởi vì đời chót có thể chúng ta mua được những dòng sản phẩm có thể nó sản xuất từ năm 2005, 2006, 2007, 2008 vân vân. Và nếu như may mắn nữa là mua được những cục nó sản xuất từ năm 2009, 2010 thì nó còn có thể nó sẽ đẹp hơn nữa. Vì vậy nên tại sao những hàng đời chót là máy nó rất đẹp. Và những hàng đời chót thì về độ méo và chất âm và về độ méo của nó thì nó được giảm tối thiểu về độ méo của chất âm. Như vậy chắc chắn là chất âm của nó cũng sẽ rất hay. Vì vậy nên có những quý vị là hỏi rằng đời chót với lại đời lâu rồi thì cái nào hay, có phải là cái lâu hơn rồi hay hay không? Thì việc này thì Tị Audio cũng chia sẻ đến quý vị và các bạn rằng những đời chót thì chúng ta sẽ mua được những sản phẩm nó ra sau, bao giờ nó cũng sẽ trước mắt là mới hơn, đẹp hơn. Điều thứ hai là trước khi những sản phẩm ra trước và sản phẩm ra sau thì chắc chắn rằng những kỹ sư thiết kế người ta cũng sẽ rút được kinh nghiệm từ những dòng sản phẩm của đời trước, nó có những khiếm khuyết gì đó thì sang những các đời model sau người ta sẽ cải tạo và chỉnh sửa lại những vấn đề mà nó ở đời những đời trước nó chưa thực hiện được, nó chưa làm được những nhiệm vụ mà người ta mong muốn. Và những đời cao thì bao giờ nó cũng là giảm độ méo tốt hơn là những đời lâu. Vì vậy nên quý vị và các bạn chúng ta hãy cân nhắc những sản phẩm trước khi mua. Tuy nhiên quý vị nào thích mua những đời chót và những đời lâu, bên Tị Audio cũng đều có sản phẩm, chứ không phải là một dòng sản phẩm. Đời chót cũng có và đời sâu cũng có, đời chạy hai loại sò cũng có, mà đời chạy một loại sò cũng có, nhiều model khác nhau: 5002VZ, 5000VZ, 3600VZ, 2402VZ và 2000 và 1002, 1610, 460CSL vân vân. Quý vị nào có nhu cầu, quan tâm và đam mê những dòng sản phẩm do Mỹ sản xuất, xin hãy liên hệ với Tị Audio. Đấy, sẽ có những giao dịch để có hình ảnh để cung cấp đến quý vị và các bạn. Đây là những con sò. Dòng sản phẩm này thì chúng ta không xem được mặt bên dưới, chúng ta chỉ xem được mặt bên trên thôi, bởi vì nó không mở nắp bên dưới được, mà nó chỉ mở được nắp bên trên thôi, bên dưới nó là đít liền. Vâng, và bên đây là những con 3600. Vâng, bên đây là những con 3600VZ, con này được chạy với điện Mỹ là điện từ 100 đến 120V. Vâng, bên đây là con 5002. Để chuẩn bị cho những bộ âm thanh chúng ta chơi Tết, thì quý vị và các bạn nào đang có nhu cầu, xin hãy mua sớm, lựa chọn để có thời gian lựa chọn cho mình được những sản phẩm đẹp như ý. Còn nếu chúng ta để đến Tết có thể nó cháy hàng không có, rồi lúc ấy chúng ta mua vội mua vàng để lấy hàng chơi Tết thì nó sẽ không mua được những sản phẩm mà nó đẹp như chúng ta mong muốn. Vâng, đây cũng là con 5002 VZ. Và bên đây cũng là non 5002. Con này là Crown 5002, được chạy với đời sâu, với chạy với một loại sò, tức là 32 con sò vương miện. Vâng, bên đây cũng thế. Crown 5002VZ được chạy với 32 con sò vương miện, bên dưới là 2402. Điện chạy từ 220 đến 230V, quý vị lưu ý để tiện sử dụng cho gia đình. Tuy nhiên cũng có những bác
lựa chọn những dòng sản phẩm cứ điện từ 100 đến 120 các bác mới ưng và mới thích dùng. Còn có những bác thì thích dùng điện 220 để nó đảm bảo không bị cắm nhầm. Nhưng tuy nhiên những dòng sản phẩm này nếu như chúng ta có lỡ tay cắm nhầm thì chúng ta cũng không sợ. Nó chỉ đi một con cầu chì thôi. Đi một con cầu chì thôi, xong sau đó chúng ta sẽ có cầu chì mới để lắp vào chúng ta lại tiếp tục hoạt động. Và video tiện audio cũng đã quay khá chi tiết. Vậy mọi nhu cầu về mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với tiện audio sớm để có được những sản phẩm được đánh giá đẹp như mong muốn. Và bây giờ tiện audio xin được dừng clip tại đây.